Thank you.
Ra đi rồi, anh rửa mặt mũi chân tay cho nó khỏe. Ừ. Cái mặt đây anh lau mặt rồi. Cứ tay để anh lau tay thôi. Đưa tay bên kia để nâu. Em còn đau ở đâu không? Rồi em để tí anh lấy thuốc anh xoa cho nhá. Nên lau qua mặt mũi. Rồi không mang chân này. Anh rửa qua chân đi cho nó khỏe. Đưa chân đây. Dạ, rửa chân xong rồi nằm đây nghỉ nhá. Em đói chưa? Rồi đi để làm đây cho anh đi đục cháo cho ăn nha.
thơm lòng đấy. Quay cả này, anh đặt cho cái khăn lên nó mát. Nằm đây nhá, anh đi lấu cháo nhá.
Chắc chắn để anh có mắm muối được chảo. Ah!
trứng để tẩm bổ cho em. Lấy trứng là cho em ăn cháo ấy. Tẩm bổ. Rồi đây, đấy, đấy. Đập trứng đây nhá. Cho hai quả vào cho em tẩm bổ cho nó khỏe nhá. Thế là anh đang ấy. Hôm qua cào kín vào cho đỡ lạnh. Em đói chưa? Rồi nhé, để anh để cháo cho em ăn nhá. Em ăn cầm này em ngồi dịch ra ngoài để anh bê ra. Ngồi ra ngoài. Em cố ăn hết bát cháo cho nó hồi sức khỏe lại nhá. Rớt nha. Đấy anh ăn cùng nha. Cháo ngon. Đấy dọn. Ê, 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 ê.
Thấy con kia lên đây. Riêng ra không thì nó mổ chết. Ngoài cũng vào trong nó mổ chết hết. Thì ra ngoài anh có chút việc thì mà trong đấy nghỉ chơi.